hai đội vào giới tiếp tục thi đấu. Trận đấu tiếp tục. Thank you.
Qua hai hiệp chính, không đô Lào thắng thua, không đô Lào cảnh cáo nhắc nhở 2 đô nghỉ 1 phút, thi đấu hiệp phụ 4 phút. Hết thời gian nghỉ, hai đô về giữa sới thi đấu hiệp 1. Hiệp 1 bắt đầu. Hai đội thi đấu ở thứ tư. Tiếp tục thi đấu. Nếu như hiệp vụ hai đô không phân thua thắng bại, không cảnh cáo nhắc nhở thì hai đô xác định thắng thua bằng điểm cân. Hai đô thi đấu tích cực, thi đấu từ thiên đức, trận đấu tiếp tục. Yeah.
Vài đô có đỏ hay có chất? Mời hai đô và giữa giới chúng tôi có kết quả. Mời đô có xanh. Mời đô xanh và giữa giới. Chúng tôi xin công bố kết quả qua hai phần chính và hiệp vụ không đô nào thắng thua, không đô nào nhắc nhở cảnh cáo. Hai đô tiến hành cân đô phố đỏ 53,85, đô phố xanh 54,40. Như vậy đô Đỗ Xuân Lập Vĩnh Phúc phố đỏ thắng thua.